An toàn trường học phòng dịch COVID-19 khi học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới 2022-2023. Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19. Trong đó tập trung đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 và triển khai quy trình phòng dịch tại trường học theo khuyến cáo 2K của Bộ Y tế. Theo lịch hẹn của trạm y tế phường Trần Phú, chị Quy đưa con đến trạm để tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19. Tiêm đủ liều vaccine COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế là cách để những phụ huynh như chị Quy yên tâm hơn khi con chuẩn bị bước vào năm học mới trong bối cảnh dịch bệnh đang có nguy cơ tái bùng phát trở lại. Chuẩn bị vào năm học mới, với là tình hình dịch cũng còn phức tạp vậy, cho nên là em lo em tranh thủ cho tiêm trước, tiêm đầy đủ cho bé. Ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục đẩy mạnh chiến dịch tiêm phòng COVID-19 các mũi cơ bản, mũi tăng cường và mũi nhắc lại cho học sinh, giáo viên trước khi bước vào năm học mới. Đến nay, tỷ lệ trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 78%, mũi 2 đạt trên 47%. Trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm 2 mũi cơ bản đạt 100% và mũi 3 đạt trên 33%. Mà cấp 1, cấp 2 là nói chung là tiêm đã gần xong. Bây giờ chỉ còn là một số trẻ là bị Covid chưa được 3 tháng, số người chưa được tiêm mũi 3, mũi 4 thì đoạn hàng ngày vẫn tiếp tục tiêm cho học sinh và nhân dân. Mỗi trường học đều có sự chuẩn bị riêng về các điều kiện để phòng dịch COVID-19 khi học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới. Nước sát khuẩn, xà phòng diệt khuẩn được trang bị đầy đủ tại các phòng học, khu vệ sinh chung, thuận tiện để học sinh, giáo viên tự thực hiện. Nhà trường cũng kết hợp với y tế địa phương, tổng khử khuẩn toàn trường, hướng dẫn học sinh và phụ huynh tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch khi trẻ đến trường. Nhà trường cũng đã chủ động trong cái việc mà chuẩn bị cơ sở vật chất, an toàn trường học, đặc biệt là khâu vệ sinh trường lớp, đã phối hợp với y tế trong công tác vệ sinh khử khuẩn và tiêm vaccine cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Và bên cạnh đó thì nhà trường cũng đã chủ động thông báo cho cán bộ, giáo viên và học sinh, kể cả phụ huynh trên các cái trang thông tin điện tử và kể cả các cái văn bản chỉ đạo để mà thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Dịch COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại. An toàn trường học, phòng dịch COVID-19 là cách để học sinh, giáo viên an tâm học tập và giảng dạy trong năm học mới 2022-2023.